Ok, hey yo, hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày đặc biệt của bà. Thì hôm nay tôi có tập hợp lại những cái gì gọi là của quá khứ để tạo cho bà niềm vui hơn. Bây giờ cũng là 11 giờ 11 phút. Cũng không biết nói gì nhiều, chỉ chúc bà mau có nhiều sức khỏe, vui vẻ và mau lấy chồng đi nha. Bye bye, chúc vui.